Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý Tình yêu là một trong đề tài muôn thuở của thi ca Là niềm say mê của nhiều người cầm bút Như mỗi nhà văn, nhà thơ thường có những khám phá và phát hiện riêng Ở bài học năm nay, thì sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu Về bài thơ Tôi yêu em của thi hào Nga Alexei Pushkin Một trong những tác phẩm mà có thể gọi là có những cái phát hiện cũng như là mà diễn tả cái tình yêu đắm say, thiết tha, mãnh liệt, nồng nàn, cực kỳ cao thượng và đầy nghĩa nhân văn. À, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về uh, bài thơ Tôi yêu em của Alexei Pushkin. Ở à, trên bảng này là chân dung uh, của Thi hào dân tộc, của uh, thi hào của đại thi hào dân tộc Nga Pushkin. Ở à, trước hết ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về phần giới thiệu chung đây là bức họa họa lại uh, Thi hào dân uh, Thi hào Nga Pushkin. Ở phần giới thiệu chung. Trước hết các em cần phải tìm hiểu một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là về tác giả. Trong phần tác giả chúng ta tách ra thành A nhỏ là về con người cuộc đời. Về con người cuộc đời thì chúng ta nhớ một số điểm cơ bản sau đây. Uh, thứ nhất, Pushkin sinh năm 1799, mất năm 1837. Ở uh, tên đầy đủ của ông là Alexander Sergeyevich Pushkin. Ông sinh trưởng trong một gia đình quý tộc lâu đời ở Moscow. Uh, Pushkin uh, dù sinh trưởng trong một gia đình quý tộc lâu đời Moscow nhưng bản thân ông thì lại gắn bó cực kỳ sâu nặng với số phận của nhân dân của đất nước đồng thời luôn dũng cảm đấu tranh chống lại chế độ chuyên chế độc đoán của Nga Hoàng. Ở uh, đây là chân dung của Thi hào Pushkin, còn đây là bức tượng, Tức là cái tượng đài tưởng niệm mà Pushkin hiện nay ở Moscow. À, đây cũng là một bức ảnh khác chụp chân dung của Pushkin, chắc là các bạn có thể nhìn thấy nó không được uh, nét lắm từ cái khả năng hiển thị của máy chiếu này vẫn chưa thật tốt. À, Pushkin ấy thì sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ và sống nổi tiếng với những bài thơ yêu nước, ca ngợi tự do. do phản đối chế độ Nga Hoàng thối nát. Cho nên vào năm 1837 thì Pushkin bị sát hại trong một cuộc đấu súng giữa ông với lại Đăng Tét, một tên người Pháp sống lưu vong do chính quyền Nga Hoàng chủ mưu. Tức là ở đây chúng ta hiểu rằng là Đăng Tét là một đại úy người Pháp sống lưu vong và Nga Hoàng chủ mưu bày đặt cái vụ này để cho Đăng Tét tán tỉnh vợ của Pushkin. Vì vậy là với cái danh dự của một người chồng đồng thời cũng là danh dự của quý tộc thì Pushkin thách đấu súng với lại đăng tét và trong cuộc đấu súng này thì một nhà thơ chắc là khó có thể thắng được một đại úy vân cho nên là vì vậy là gì là Pushkin đã uh, bị sát hại <laughs> nói tóm lại là như vậy là cái vụ này nó không chỉ liên quan tới đăng tét hay nga hoàng nó còn liên quan tới vợ của Pushkin nữa Đấy. <laughs> Sáng tác Pushkin thì các em sẽ chú ý một số điểm cơ bản sau đây à, Thứ nhất, Pushkin ấy, được tôn vinh là mặt trời của thi ca Nga Là niềm kiêu hãnh của nhân dân Nga Đồng thời cũng là nhà văn, nhà thơ kiệt xuất của Nga và thế giới <laughs> Sự nghiệp sáng tác của ông thì rất phong phú, đa dạng Đạt được những đỉnh cao nghệ thuật ở rất nhiều thể loại Nhưng vĩ đại nhất là thơ trữ tình À, hiện nay thì Pushkin còn để lại khoảng hơn 800 bài thơ trữ tình. Ở à, đây cũng là một bức họa à, ký họa lại chân dung của Pushkin thời trẻ. À, thơ của Pushkin thì thể hiện cái khát vọng tự do cao đẹp, thiết tha. À, sáng tác của Pushkin thể hiện một cách tuyệt đẹp cái tiếng nói tâm hồn của nhân dân Nga. À, đấy là cái tiếng nói cực kỳ thuần khiết, tinh tế, chân thực giản dị, uh, thiết tha với lại quê hương và đất nước của mình. Uh, tình yêu thì là một trong những chủ đề, một trong những cái cảm hứng lớn trong thơ Pushkin và nó thấm đượm cái tính nhân văn hết sức cao cả. Uh, cho nên uh, có thể nói rằng là uh, những cái bài thơ Pushkin viết về tình yêu đều rất là độc đáo, uh, cực kỳ sâu sắc và giàu ý nghĩa. Uh, đây là uh, cha tiếc rằng là cái ảnh này cái máy chiếu nó lại không hiển thị được tốt à, bức họa này là cái họa lại cha Pushkin còn bên này là mẹ Pushkin ở đây là chân dung của Pushkin à, ở đây là chân dung của Pushkin này và Natalia Pushkina là vợ ông đấy. đấy bức họa này bức họa này đều là gì là họa lại chân dung của vợ Pushkin một trong những uh, phụ nữ nga nổi tiếng xinh đẹp Đây là ngày 27 uh, 27 tháng 1 năm 900, 1837 Pushkin trúng uh, đạn trong cái cuộc đọ sức tức là cuộc đấu súng với lại uh, đăng test uh, một cái tên người Pháp lưu vong do chính quyền Nga Hoàng bày đặt ra để sát hại Pushkin ở uh, đây là khu mộ của Pushkin uh, các em sẽ nhìn thấy những cái vòm máy mộ ở này đây này, nhưng mà chỗ này là uh, máy chiếu nó hiển thị ảnh nó không được tốt lắm Đấy, thì cái khu mộ nó ở đây, đây là cái vòm mái mộ là những cái uh, tháp chuông và uh, cột thánh giá. Đấy. thế còn đây là ảnh của Pushkin. Đây là mộ Pushkin ở Tu viện uh, Sviatogor Moscow, đấy, vào năm 1837. Đây là tượng Pushkin ở Nga hiện nay. Và Pushkin uh, là một trong những thi hào được dựng tượng ở khá nhiều nơi trên đất nước Nga, đặc biệt là Moscow ở đây là cái uh, hình ảnh về cái nơi tức là cái thư viện uh, cũng như cái tòa nhà tưởng niệm Pushkin các em nhìn thấy cái chữ Pushkin này này Đấy. và ở nga còn có một cái uh, còn có nhiều đường phố mang tên Pushkin nữa. bây <laughs> giờ ta chuyển sang phần thứ hai là về tác phẩm tôi yêu em. về tác phẩm tôi yêu em các em sẽ chú ý một số những điểm cơ bản sau đây. Uh, thứ nhất là về hoàn cảnh ra đời, uh, thì hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ta nhớ một số điểm sau đây. Uh, bài thơ tôi yêu em thì có liên quan đến nữ nhân vật Olenia là con gái của ông viện trưởng Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Nga, nơi mà Pushkin thường xuyên lui tới. Nhà thơ đã ngỏ lời yêu với lại Olenia, thế nhưng mà cuộc tình không thành, tức là nó là một cuộc tình đơn phương vô vọng, nó cũng gần giống như kiểu là cái tình cảm của Hàn Mạc Tử với lại Hoàng Thị Kim Cúc ở trong Đời Thông Vĩ Dạ. Ấy. Thế thì dù là tình yêu không thành, một tình yêu đơn phương vô vọng, nhưng hình ảnh của Olenia luôn luôn là nguồn cảm hứng trong thơ của Pushkin. Đây là chân dung uh, của Olenya uh, Anna Olenya uh, sinh năm 1808 mất năm 1888 là con gái của chủ tịch viện hàn lâm nghệ thuật Nga Alexei Olenin. Uh, cái bức họa này nó khá rõ đấy nhưng mà máy chiếu nó không hiển thị nổi. Ở đây ta vẫn nhìn thấy gương mặt, uh, đôi môi, đôi mắt, đấy mái tóc của Olenya. Uh, tức là chúng ta nhận thấy là đấy cũng là một người phụ nữ rất là xinh đẹp. Thì <laughs> bài thơ tôi yêu em được Pushkin viết vào năm 1829, được in trong tập Những bông hoa phương Bắc, xuất bản năm 1930. Lúc này thì nhà thơ mới có 30 tuổi thôi. <laughs> Về mặt bố <bổ> cục <laughs> thì ta thấy toàn bộ cái bài thơ uh, có thể có nhiều cách chia. Uh, thứ nhất, nếu như căn cứ vào dấu câu thì cả bài thơ chỉ có hai ý lớn, uh, chia thành bốn câu đầu và bốn câu sau. Nếu như ta căn cứ vào logic ý ở trong bài thơ thì bài thơ có thể chia làm ba đoạn. Và mỗi đoạn này sẽ bắt đầu bằng cụm từ tôi yêu em. À, trong đó, nếu trong điều này thì ta sẽ chia thành 3 đoạn như sau. Đoạn 1 gồm 4 câu đầu là những mâu thuẫn rằng xé trong tâm trạng của nhân vật trữ tình, tức là nhân vật trữ tình xưng tôi. À, đoạn 2 là hai câu tiếp là thể hiện cái nỗi đau khổ tuyệt vọng à, của nhân vật trữ tình. Ở à, đoạn 3 là hai câu cuối Thì thể hiện cái sự chân thành, vị tha, cao thượng à, của nhân vật trữ tình. À, bài thơ này thì được Pushkin viết theo một thể thơ có thể gọi là cực kỳ phức tạp của nga ở đây chúng ta không tìm hiểu sâu về thể loại nên thầy chỉ nhắc như thế này thôi chúng ta không xem xét thêm nữa bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về văn bản của bài thơ ở đây là chân dung của Natalia Pushkina tức là vợ của Pushkin bà sinh năm 1812 và mất năm 1863 là một trong phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp của ở uh, thế giới cũng là tới quý tộc ở nga À, trước hết ta cần phải chú ý về cái nhan đề bài thơ à, Ở đây thầy đánh dấu là một nhỏ Thì như các em đã thấy Là cái bài thơ này thực ra nó vốn không có nhan đề à, Pushkin đã không đặt nhan đề cho bài thơ này Cái nhan đề tôi yêu em ấy Là do người dịch tự đặt Tức là dịch giả Thúy Toàn Đã đặt cái nhan đề này Và ông đặt cái nhan đề tôi yêu em cho bài thơ Là căn cứ vào cái mạch tình cảm của bài thơ Căn cứ vào việc Cái điệp khúc tôi yêu em nó trở đi trở lại 3 lần Trong tác phẩm Thế thì nhân đề bài thơ là tôi yêu em thì tôi yêu em nó khác với lại chuyện là ví dụ như anh yêu em, anh yêu em thì có thể nó sẽ gần gũi thân thiết hơn. Đấy, hay là ví dụ như là tôi yêu cô thì nó lại có vẻ xa lạ khách khí. Đấy ví dụ như là tôi yêu nàng thì nó lại có cũng có vẻ xa lạ khách khí Vân. Thế thì cái việc mà tác giả dùng cái cách xưng hô là tôi và em nó đã nói rất là đúng, nó diễn tả cực kỳ chính xác cái tình cảm cái mối quan hệ giữa nhân vật trữ tình xưng tôi và nhân vật được gọi là em đó là một cái quan hệ tình cảm nó vừa gần nó lại vừa xa nó vừa đầm thắm nó lại vừa giang dở à, sẽ đến cùng thì cái bài thơ tôi yêu em này cũng có thể coi đây là một cái bức thư tình được thể hiện dưới hình thức thơ một cách rất là độc đáo à, như vậy à, cái nhan đề tôi yêu em nó rất là giản dị mộc mạc chân thành à, nó bộc lộ cái tình yêu đầm thắm thiết tha mãnh liệt nhưng đơn phương giang dở của Pushkin đối với lại Olenina. Đây là nguyên tắc bằng tiếng nga của bài thơ tôi em. Nếu như nhan đề đặt tiếng nga thì nó sẽ là iavas lubin. Các bạn nhớ rằng cái động từ lubin này, tức là cái động từ lubin này là vốn nó là từ động từ lubit trong tiếng nga, nhưng ở đây đã được chia ở thời quá khứ tức là câu này dịch đúng phải dịch là gì tôi đã yêu em. Ví dụ đây này. À Evas uh, Lưu Bin đấy nhá. Thế thì tôi đã yêu em, đấy là phải chú ý như vậy. Và cái, cái 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 cụm từ này này nó sẽ trở đi trở lại 3 lần. Đây là một lần, lần thứ hai này. Đấy, IAVAS uh, Lưu Bin. Đấy tôi tự vậy về phần lần thứ ba, IAVAS Lubin Đấy như vậy là gì? Tôi đã yêu em. Thì mới chính xác. Còn những cái từ mà chúng ta nhận thấy ở đây, ví dụ như Lưu BỐP này, đấy. đấy. thì là tình yêu, Nhạc vâng cái này thì uh, thôi thầy không đọc bài thơ này bằng tiếng Nga nữa Bạn hình dung rằng là uh, thầy đã từng là đứa con côi cút của nền văn hóa Nga Đấy, Với lại khoảng độ tầm 7-8 năm học tiếng Nga Bây giờ chúng ta chú ý uh, cái phần bài thơ này được dịch nghĩa được dịch như sau Tôi đợi đã yêu em, tình yêu vẫn có lẽ chưa tắt hẳn trong tâm hồn tôi Nhưng hãy để nó, tức là để tình yêu ấy không làm phiền em thêm nữa Tôi không muốn làm em buồn vì bất cứ điều gì. Tôi đã yêu em lặng thầm, vô vọng, bị dày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi bởi nỗi ghen tuông. Tôi đã yêu em chân thành như thế đó, dịu dàng như thế đó. Cầu trời cho em được người khác yêu thương cũng như thế. Như vậy ta nhìn thấy cái bản dịch nghĩa đều là gì? Tôi đã yêu em, tôi đã yêu em, tôi đã yêu em. Tức là tình yêu đã được đẩy về quá khứ rồi. Đây là bản dịch thơ của nhà thơ Thúy Toàn và cái nhan đề tôi yêu này cũng do Thúy Toàn đã gì đã đặt thêm vào bài thơ. Tôi yêu em đến nay chừng có thể ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Nhưng không để em bận lòng thêm nữa hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu, em yêu chân thành đầm thắm cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Đấy, như vậy thì bài thơ có 8 dòng. với cái điệp khúc trở đi trở lại là tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em thực ra thì phải dịch đúng nó dịch à, sát bài thơ của Pushkin phải là tôi đã yêu em à, ngoài ra cái hình ảnh mà ta thấy là cái ngọn lửa tình này thì nó chính là lấy từ cái chữ là gì chưa tắt hẳn bây giờ ta sẽ xem xét à, phần đối chiếu giữa bản dịch với lại à, bản dịch thơ ấy, với lại bản gì Để bản dịch nghĩa Thế thì ở đây là tôi yêu em này bên này là tôi đã yêu em này Đấy, ngoài ra ta có thể thấy cái hình ảnh ngọn lửa tình này là do gì là Thúy Toàn đã thêm vào nó cái ngọn lửa tình này có thể bắt đầu từ cái chữ chưa tắt hẳn. Đấy, hay ví dụ như là cái hình ảnh gợn bóng u hoài này là tác giả đã dịch thoát. Đấy chứ còn uh, câu này uh, nó vốn uh, xuất phát từ cái ý là tôi không muốn làm em buồn với bất cứ điều gì. Đấy, tương tự như vậy, tôi yêu em, ở đây là tôi đã yêu em. Ở đây là gì? Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Những từ lúc khi là được uh, có thể tác giả dịch thoát ý và thêm vào. Đấy chứ còn nó ở đây là gì? Là bị dày vò khi bởi sự rụt rè, khi bởi nỗi ghen tuông. Đấy, tôi đã yêu em, ở à, đây là tôi đã yêu em, ở đây là tôi yêu em, Đấy, cầu em, ở đây là cầu trời cho em được người khác yêu thương cũng như thế, thì cầu em có được người tình như tôi đã yêu em. <laughs> như vậy, về cơ bản, thì bản dịch thơ của Thúy Toàn đã đảm bảo tương đối sát với lại nguyên tác tiếng nghe à, và bản dịch nghĩa, à, thế nhưng mà à, tất nhiên nó cũng có một số những chỗ được thay đổi đi. Ở đây chúng ta học chủ yếu sẽ tìm hiểu bản dịch thơ của Thúy Toàn. Sau khi đã xem xét về nhan đề, ta chuyển sang phần thứ hai là về các đoạn thơ của bài thơ này. <laughs> Chúng ta sẽ tách thành các ý như sau, a nhỏ là những mâu thuẫn rằng xé trong tâm trạng của nhân vật trữ tình. Ở đây nó nằm ở bốn câu đầu. Thế thì ở bốn câu đầu này trước ta sẽ chú ý đến cái gì? Cái tình yêu chân thành tha thiết. Tình yêu chân thành tha thiết nhân vật trữ tình ấy, được bộc lộ rõ trước hết ở hai dòng thơ này. Tôi yêu em đến nay chừng có thể ngọn lửa từng chưa hẳn đã tàn phai. À, như vậy à, như chúng ta đã thấy à, lời thơ trước hết đó là cái lời bộc bạch rất là chân thành tha thiết à, của nhân vật trữ tình đối với lại cái người con gái mình yêu đối nhân vật được gọi là em à, ba cái chữ tôi yêu em này à, như đã thấy là nó được bộc lộ nó bộc lộ tình cảm một cách ngắn gọn trực tiếp giản dị mộc mạc nhưng nó vẫn đầm thắm sâu sắc à, cái lối xưng hô à, tôi và em ở đây cũng nói đúng là diễn tả rất là chính xác tinh tế cái quan hệ nó vừa gần vừa xa vừa đầm thắm lại vừa dở dang giữa nhân vật trữ tình với người con gái được gọi là em lưu ý rằng cái cách xưng hô tôi yêu em này nó khác hẳn với lại những cái quan hệ ví dụ anh yêu em thì nó gần gũi quá tôi yêu cô thì nó lại xa lạ quá cho nên tôi yêu em đấy là cách lựa chọn Cả có thể nói rằng là nó diễn tả tinh tế chính xác nhất mà thứ hai trong bản thơ dịch này thì thúy toàn dùng cụm từ là tôi yêu em còn trong nguyên bản thì Pushkin viết là gì iavas lubin tức là tôi đã yêu em tôi đã yêu em tức là tình yêu đấy đã bị đẩy về quá khứ hay nói cách khác dường như nó đã gì gần như kết thúc mà uh, trong hiện tại rồi uh, thế thì trước hết chúng ta hình dung vậy tôi yêu em đến nay chừng có thể ngọn lửa tình chứ hẳn đã tàn phai uh, có thể hình dung đấy, ngọn lửa tình nó như thế này uh, như vậy uh, bình thường thì bản dịch nghĩa là gì tôi yêu em tình yêu đến nay có lẽ vẫn còn chưa tắt hẳn trong trái tim tôi, trong lòng tôi. Thì cái chữ chưa tắt hẳn đấy đã gợi ý để cho dịch giả dùng cái hình ảnh ngọn lửa tình. Đây là một hình ảnh có thể gọi là rất là hợp với lại uh, nguyên tắc của bài thơ. Đồng thời, nó giàu cái hình ảnh hơn, nó gợi được ý nghĩa biểu tượng, lúc bây giờ tình yêu được ví như một ngọn lửa và uh, nó thì nó, nó 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 chưa tắt hẳn. Cho nên tác giả mới dùng các từ như là chừng có thể rồi chưa hẳn đã tàn phai. À, các cái cụm từ như chừng có thể à, chưa hẳn đã tàn phai đều biểu thị cái tính chất rất khó xác định về à, mặt tâm hồn và tình cảm à, chỉ biết rằng là cái ngọn lửa tình ấy cái tình yêu ấy nó vẫn đang âm thầm đang dai dẳng đang ấp ưu ở trong lòng ở trong trái tim chứ nó chưa tắt hẳn à, à, vì nó vẫn gì thường trực nó vẫn âm thầm dai dẳng nó vẫn âm ỉ ấp yêu ở trong lòng cho nên nó có thể bùng cháy à, lại trở lại bất cứ lúc nào vì vậy mới viết là ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Thế nhưng chắc chắn một điều rằng uh, cái cảm xúc cái tình yêu đấy là một cái tình cảm hết sức vững bền của một trái tim yêu tha thiết, chân thành, say đắm và tỉnh táo uh, chứ không phải là một cái tình yêu bột phát, là uh, một cái sự đam mê nhất thời. Đấy, yêu là có thể là gắn bó cả cuộc đời. Uh, nói như nhà thơ Xuân Quỳnh là biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Còn Xuân Diệu thì từng viết hồn đông thế tôi sợ gì cô độc ma với ma thì ôm ấp cùng nhau chuyện yêu đương bấy giờ đã hết đâu niềm tâm sự vẫn dài như thủa sống kẻ đa tình không cần đủ thịt ra khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma thế trở lại cái bài thơ của Pushkin ta thấy là gì hai dòng thơ à, tôi đã yêu em à, tôi yêu em đến nay chừng có thể một ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai à, là những lời thơ rất tinh tế à, bởi vì ở đó tác giả hiểu rằng cái tình yêu này nó nảy sinh ở trong lòng mình trong chủ thể trữ tình và thuộc về bản thân mình à, nhân vật trữ tình ấy đã cảm nghiệm suy ngẫm về cái tình yêu riêng tư cá nhân thiết tha của chính mình một cách đầu à, đồng thời bộc lộ nó ra một cái rất là chân thành đầm thắm mộc mạc giản dị nhưng sâu sắc tuy nhiên nếu như hai dòng thơ đầu bộc lộ tình yêu chân thành sâu sắc đầm thắm thì hai dòng thơ tiếp theo lại là nơi mà nhân vật trữ tình thể hiện cái lý trí rất tỉnh táo của mình ở đây ta nhận thấy cái sự chuyển hướng hết sức bất ngờ của Mạch Thơ. À, đầu tiên là nhân vật trữ tình tự ý thức về cái tình cảm của mình trong quan hệ với người mình yêu. Ở trong quan hệ với nhân vật được gọi là em. À, biết rằng tình yêu vẫn còn chưa tắt hẳn trong lòng. Thế nhưng không để em bận lòng thêm nữa. Hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Nguyên bản của những cái, cái câu thơ này người ta biết là gì? À, tức là nhưng không nên để cái tình yêu đó làm em phải buồn lòng thêm nữa. Đấy cũng không Tôi không muốn em buồn về bất cứ lẽ gì <laughs> Như vậy Cái mạch thơ đây Nó thể hiện cái cái cái, cái ý thức Của những vật trữ tình như là dằn lòng Như là kiềm nén Như là đấu tranh với chính mình Để nén cái tình cảm xuống Để tình cảm của mình nó không ảnh hưởng đến người mình yêu Đấy tôi không muốn em buồn về bất cứ lẽ gì Tôi không muốn em phải bận lòng thêm về cái tình yêu của tôi nữa Mặc dù cái tình yêu đó Vẫn rất gì Vẫn còn ở trong lòng Vẫn chưa tắt hẳn Đấy, nó vẫn còn âm ỉ ở trong tim tôi Như vậy tôi không muốn em phải bận lòng thêm nữa đấy, cũng không muốn em buồn về bất cứ lẽ gì điều này cho thấy nhân vật trữ tình đã tự nguyện rút lui đã gì chối bỏ cái say mê đã gì cần tức là đã, 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 đã ý thức rằng cần phải dập tắt cái ngọn lửa tình đang ngùn ngụt cháy ở trong lòng đang âm ỉ ở trong tim đấy, để gì không làm phiền đến người mình yêu không làm ảnh hưởng đến người con gái mà mình yêu tha thiết ngay chỗ đấy đã thể hiện cái tinh thần vị tha và một ý thức về một tình yêu cực kỳ sâu sắc và uh, chân thành. Ở uh, như vậy, uh, những cái lời thơ này ta cũng nhận ra, qua lời thơ này ta nhận ra cái sự éo le trong quan hệ tình cảm giữa nhân vật chữ tình xương tôi và nhân vật em ở trong bài thơ. Uh, nhân vật chữ tình như ý thức được sâu sắc rằng uh, tình yêu là đem lại cho em uh, cho người mình yêu hạnh phúc, uh, sự nồng ấm. Uh, vậy mà tình yêu của tôi lại khiến em phải bận lòng, lại khiến em phải buồn thì chính tôi đã làm cho tình yêu mình buồn đau. À, cái và là và nói chung là chính tội cảm thấy đau lòng. cái nghĩ này à, thầy nghĩ là nó gợi nhớ à, cái suy nghĩ của nhân vật hộ ở trong đời thừa. đấy là gì à, trong cái chuyện đời thừa năm cao thì nhân vật hộ có nghĩa là gì? con gì buồn hơn khi chính mình lại làm khổ người mình yêu. tới đây tương tự như vậy. À, Pushkin dường như cũng à, nghĩ là gì? con gì buồn hơn khi chính mình lại làm khổ người mình yêu. vì vậy không muốn để người yêu phải bận lòng thêm về tình cảm của mình, không muốn người yêu phải buồn vì bất cứ lẽ gì. À, như vậy tình yêu của nhân vật tôi trong bài thơ này à, theo như cái ý thức của nhân vật tôi là đã khiến cho gì à, cái người con gái kia phải bận lòng à, vì vậy nó làm à, cho tình yêu của mình trở nên nó buồn đau à, nó trở thấy mình như là có lỗi với lại người mình yêu thế mà tình yêu thì không chỉ là sự chiếm lĩnh về mặt thể xác tình yêu còn là sự đồng điệu về tâm hồn à, vì vậy nhân vật chữ tình ấy, đã xem tình yêu như là hành vi trao tặng trái tim để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu đó chính là tình yêu phải cực kỳ sâu sắc, đầm thắm, chân thành và cực kỳ vị tha. Như vậy ta nhận thấy ở đây nhân vật chữ tình ấy, đã gì chối bỏ cái tình yêu trong nỗi khổ đau, trong cái sự rằng xé, trong cái mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm của mình. À, một cái lời nói bên trong nó rất là dịu dàng, à, nhưng mà gì đằng sau lời lẽ điểm tựa ấy là ẩn dấu bao nhiêu nỗi niềm chua xót. À, tôi không muốn để tình yêu ấy làm em phải bận lòng thêm nữa mặc dù nó vẫn còn âm ỉ trong lòng tôi, Đấy, tôi cũng không muốn em buồn vì bất cứ lẽ gì. Nếu không phải là một người yêu cực kỳ tha thiết chân thành, chắc không thể có được cái suy nghĩ như thế. À, như vậy à, qua những cái lời thơ này, ta cũng thấy ngay, Thế là người đọc có thể hiểu đây là cái tình yêu đơn phương, chứ nó nhưng không phải là lời chia tay với lại cô gái người mình yêu, mà nó là lời chia tay với chính mình. Đấy, điều đó à, càng thấy rằng nhân vật chữ tình là người rất là chân thành, rất là tự trọng, rất là vị tha. À, người ta không muốn cái tình yêu của mình làm buồn phiền, ảnh hưởng quấy rầy đến người mình yêu. Càng không muốn người mình yêu phải buồn với bất cứ lẽ gì. Biết rằng tình yêu vẫn còn vẫn âm ỉ trong tim, trong lòng nhưng một mình mình biết, một mình mình hay vậy. À, như vậy ta thể nhận thấy rằng cái tiết điệu của bài thơ đây là gì? Rất là chậm rãi, nó đứt quãng, bởi những cái dấu ngắt, dấu nghỉ rất là lâu. Cảm xúc của bài thơ của lời thơ ở đây thì gian trải nó lan tỏa có bốn câu thơ phù hợp với cái tâm trạng suy tư dây dứt chăn trở của nhân vật trữ tình về tình yêu của chính mình ở à, những lời thơ đó cũng diễn tả rất tinh tế cái tình cảm phức tạp tế nhị của nhân vật trữ tình à, Tiếc rằng cái bức họa rất đẹp này, này lại máy lại không hiển thị được hết trên này à, mây trời tạo thành một đôi tình nhân đang nhìn nhau rất say đắm à, ở chỗ này, này, này là một bức họa rất là đẹp à, ở đây là sóng tạo thành một đôi tình nhân đang vòng tay tay cô gái này Đầu chàng trai này đấy tay chàng trai này đấy, Đang thì ôm ghi lấy nhau Hôn nhau say đắm Đây là một đôi đang dắt nhau ra biển Và đây là một đôi cá heo nữa Vâng đấy Thì chúng ta hình dung một bức họa rất là đẹp Nhưng mà tiếc rằng đấy, Máy nó lại không hiển thị được Chúng ta chuyển sang phần B nhỏ Là nỗi đau khổ tuyệt vọng Và tình yêu mãnh liệt thiết tha à, Cái điều này Cái tâm trạng này được thể hiện Tập trung ở câu 5 câu 6 Tôi yêu em âm thầm không hy vọng Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen như vậy ta nhận thấy ở đây âm thầm này không hy vọng này rụt rè này hậm hực lòng ghen này à, tất nhiên à, đây là thơ dịch à, chúng ta nhận thấy qua những lời thơ này thì mãnh lực tình yêu dường như chẳng những không giảm đi mặc dù đã tự nguyện rút lui đã cố kìm nén à, thế nhưng đã, đã dằn lòng xuống nhưng à, mãnh lực tình yêu chẳng những nó không giảm đi mà nó còn tăng lên à, cái nhân vật chữ tình như mang cái nỗi đau khổ âm thầm mang cái niềm tuyệt vọng mang cái sự rụt rè hậm hực và cả sự ghen tuông dày vò hành hạ ghen tuông vì mình quá yêu cô đấy cho nên là gì ghen tuông với người khác khi thấy mình không được cô yêu ấy thôi là gì à, rụt rè à, rụt âm thầm đau khổ vân vân tất cả những cái cung bậc tình cảm như âm thầm không hy vọng rụt rè hậm hực lòng ghen như đều trào ra từ tận đáy sâu của sự kìm nén bây giờ mới vỡ hòa ra và trào dâng lên hết sức mạnh mẽ đấy, tôi yêu em âm thầm không hy vọng lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen à, các từ lúc à, từ khi đấy, đều diễn tả à, rất là tinh tế những cái biến động dồn rập à, sóng gió trong cái trạng thái cảm xúc và dù đơn phương thế nhưng nó diễn ra theo một cung bậc tình cảm rất là mãnh liệt rất là thiết tha à, nhưng mà thật tội nghiệp biết bao <laughs> khi cái lòng ghen ấy chỉ là ghen thầm là ghen vì yêu đấy, tôi yêu em âm thầm không hy vọng lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen như vậy cái câu thơ này nó mang cái sắc thái thú nhận một cái hết sức sâu sắc chân thành ở à, đến đây thì ta người đọc ta nhận thấy là gì người đọc ấy đã có cảm tưởng rằng là, là gì nhân vật trữ tình ấy, à, rơi vào đáy sâu của nỗi khổ đau à, dày vò hành hạ à, thế nhưng mà gì tình cảm tại sao vẫn tha thiết đến thế à, tôi âm âm thầm không hy vọng lúc rụt rè khi hậm hực lòng khen à, bởi vì ẩn đằng sau cái sự kìm nén À, chính là tình yêu đang bùng cháy mãnh liệt Vì vậy Ở đây ta nhận thấy nó có sự mâu thuẫn rất rõ nét Giữa lý trí và tình cảm Lý trí thì bảo nhân vật tôi Là thì không được để người mình yêu Bận lòng thêm về tình yêu này à, Rồi là thì không thể để em buồn Với bất cứ lẽ gì Nhưng tình cảm, tình yêu mãnh liệt thì nó cứ trào dâng mạnh mẽ à, Dường như không thể nào kìm nén nổi à, Vì vậy Hai khổ thơ, hai câu cuối cùng Chính là sự chân thành, vị tha, cao thượng của nhân vật trữ tình Tôi yêu em yêu chân thành, đầm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em Như vậy ở đây ta nhận thấy Cái điệp khúc cuối cùng tôi yêu em Lặp lại lần thứ ba Cùng với lại các tính từ như chân thành, đầm thắm Đã khẳng định bản chất của một mối tình này Đó là một tình yêu chân thành, đầm thắm, mãnh liệt, thiết tha Một cái tình yêu mà dường như không thể nào dập tắt được Đây cũng chính là hiện thân cao đẹp nhất của tình yêu chân chính Bởi vì đã là tình yêu thì phải đầm thắm, phải thiết tha Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự chân thành Vì chân thành là đi phẩm chất quan trọng nhất của tình cảm Mọi tình cảm nếu như không chân thành Thì chẳng có nghĩa gì à, Rõ ràng Dù không được đền đáp Dù yêu thiết tha mãnh liệt không được đền đáp Nhưng nhân vật chữ tình vẫn dành cho người mình yêu Những lời nói rất rất, rất dịu dàng à, Tôi yêu em yêu chân thành đầm thắm Cầu cho em có được người tình Như tôi đã yêu em à, Như vậy cái lời rất dịu dàng Rất là đầm thắm cái điều đấy, nó chính là lý giải cho cái ước nguyện, cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. Như vậy, cái tình yêu của nhân vật tôi dành cho người mình yêu, dành cho nhân vật, dành cho người con gái được gọi là em ấy, đã vượt lên trên cái nỗi buồn đau u ám, vượt lên trên cái thói ghen tuông tầm thường, à, vị kỷ của con người. À, câu thơ này đã thực sự đưa tình yêu lên ngôi và đồng thời làm sáng ngời nhân cách của nhân vật chữ tình xương tôi, cũng là của Pushkin. Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. À, chỉ cần mong là để em có được một người yêu chân thành, đầm thắm, tha thiết, mãnh liệt, thủy chung như tôi đã yêu em. Như vậy, nó đúng là cái lời cầu chúc thiêng liêng. Cái lời nhắn nhủ của trái tim yêu cực kỳ độ lượng, chân thành, vị tha, say đắm. ở à, Dòng thơ Cầu em được người tình như tôi đã yêu em Cũng có sắc thái so sánh. Và sự so sánh ấy, nó có nhiều dụng ý. Thứ nhất, nó khẳng định cái tình yêu đích thực đã trải qua thử nghiệm, trải qua những thử thách qua thời gian, nó lại càng nồng nhiệt say đắm hơn và không bao giờ lội tắt. Đây cũng là lời nhắn nhủ mang thông điệp của trái tim cao cả, là lời cầu chúc tha thiết anh xin gửi gắm vào người thứ ba. Thôi thì em không đáp lại tình cảm của anh. Anh chỉ mong em có được một người yêu em như anh đã yêu em. Như vậy là gửi gắm tất cả vào người thứ ba. Đấy, và qua đó, điều mà nhân vật chữ tình xưng tôi vẫn muốn thú nhận là anh đã yêu em yêu quá chân thành tha thiết yêu đến mức quên mình vì hạnh phúc của người mình yêu đấy cũng chính là bản chất của tình yêu chân chính cho nên trong mỹ học hegel một nhà mỹ học nổi tiếng người đức có nói rằng bản chất của tình yêu là sự quên mình vì một cái tôi khác và chính trong sự quên mình ấy người ta lại tìm thấy chính mình như vậy khi ta yêu là ta không nghĩ đến bản thân mình chỉ nghĩ đến người mình yêu thôi đấy, nói như cách nói của nhà thơ hồng thanh quang là tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc Còn điều chi em mãi miết đi tìm Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em Đấy cũng là tinh thần của câu thơ Cầu em được người tình như tôi đã yêu em à, Như vậy à, chúng ta nhận thấy Cái lời thơ đây nó đúng như một bài thơ khác Thì Pushkin đã viết Nhưng nếu một ngày buồn rầu đau đớn Em thầm thì hãy gọi tên lên Và hãy còn đây một kỷ niệm Em vẫn còn sống giữa một trái tim đây là thơ của Pushkin trong một chút tim tôi đối với nàng à, Như vậy ta nhận thấy cầu cho em có được người tình như tôi đã yêu em Là cái mạch cảm xúc xuất hiện trong nhiều sáng tác của Pushkin Chứ không riêng gì bài thơ tôi yêu em Nó gợi nhớ cái định nghĩa nổi tiếng về tình yêu của Hegel Như thầy vừa nói Đấy là gì? Bản chất tình yêu là quên mình vì người mình yêu Hay nói như thơ Hồng Thanh Quang Là gì? Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em Nó cũng gợi nhớ những lời thơ của nhà thơ Song Hảo Mặt đất còn trông gai bầu trời còn bão tố bao giờ em đau khổ hãy tìm đến với anh nó cũng gợi nhớ những lời thơ tuyệt vời của xuân quỳnh chỉ riêng điều được sống cùng nhau niềm vui sướng với em là lớn nhất trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực giây phút nào tim chẳng đập vì anh hay không sĩ diện đâu nếu như tôi yêu được một người tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng đấy đều là tình yêu mãnh liệt tha thiết chân thành à, vượt lên trên những cái thói nhỏ nhen tầm thường vị kỷ Đấy, là thể hiện của tình yêu say đắm à, vị tha quên bản thân mình vì người mình yêu Đấy, anh đã quên mình chỉ để nghĩ về em Thì trên cơ sở đã tìm hiểu về nội dung bài thơ chúng ta đi đến phần tổng kết về giá trị của bài thơ như sau thứ nhất về mặt nội dung bài thơ tôi yêu em đã diễn tả một tình yêu vô vọng thấm thấm đậm một sắc điệu buồn nhưng hơn hết vẫn là một tình yêu cao thượng của trái tim con người với một mối tình không đơm hoa kết trái nhưng cực kỳ đắm đầm thắm thiết tha mãnh liệt chân thành và nó thành bài học có ý nghĩa nhân văn cao đẹp yêu là hy sinh quên mình vì người mình yêu là mang lại hạnh phúc cho người mình yêu về nghệ thuật người ta nhận thấy ngay bài thơ có ngôn ngữ cực kỳ giản dị trong sáng giàu chất thơ giọng điệu khi thì tha thiết đấy, mạch thơ thì đột ngột và tràn đầy cảm xúc đấy, cảm xúc lúc thì ta thấy nồng nàn đắm say mãnh liệt lúc thì dịu dàng đấy, ý tứ lúc thì băn khoăn dây dứt chăn trở vân vân. và từ đó ta nhận thấy cái bài học mà chúng ta cần phải rút ra từ bài tư em đấy là mỗi người khi yêu hãy biết trân trọng tình yêu đấy, và tình yêu cũng rất cần chúng ta phải có cách ứng xử văn hóa vị tha độ lượng yêu là phấn đấu hết mình vì người mình yêu là quên mình vì người mình yêu à, như vậy ở bài học ngày hôm nay thầy đã hướng dẫn các em tìm hiểu về bài thơ tôi em của thi sĩ Pushkin một trong bài thơ à, thể hiện tình yêu rất chân thành đắm say mãnh liệt tha thiết à, à, và đấy cũng là một tình yêu cực kỳ vị tha cao thượng à, thầy hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ đều có được quan niệm và cách hành xử thật có văn hóa à, thật là cao đẹp trong tình yêu riêng tư của chính mình Hãy nhớ rằng yêu là hy sinh quên mình vì người mình yêu, là anh đã quên mình chỉ để nghĩ về em. À, chúc tất cả các em sau này sẽ có được một tình yêu thật là đẹp và à, hạnh phúc suốt đời. Xin trân trọng cảm ơn các em đã chú ý theo dõi bài học và hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành của các em trong những bài học tới. Xin chào và tạm biệt các em.